nay là chở vô cái điện của vua Gia Long với điện Ngũ Hành. Nay xin với cô chú anh chị cùng theo kênh vlog Khánh Thi hành trình để tham quan những cái cảnh vẻ đẹp của vùng đất Sơn và điện của vua Gia Long. Này, này.
đá đưa tá được.